Chuyên mục Hỏi Đáp Kiếm Live số thứ 25. Chào mừng các bạn đã đến với số thứ 25 của chuyên mục Hỏi Đáp Kiếm Live. Trong không gian đầy bí ẩn và hào hùng của thế giới kiếm live, những câu chuyện về tổ tiên, những trận chiến đầy kịch tính và các mối quan hệ đan xen giữa các nhân vật luôn thu hút sự chú ý của khán giả. Qua từng số hỏi đáp, chúng ta đã cùng nhau khám phá nhiều bí mật ẩn chứa bên trong từng trang truyện, lý giải các chi tiết phức tạp và đào sâu vào nội tâm của các nhân vật mà chúng ta yêu mến. Ở số thứ 25, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc tại sao Thái hậu Đại Ly muốn lấy mảnh vỡ sứ bản mệnh của Trần Bình An và có nguyên do gì đằng sau chuyện này. Liêu Tiện Dương đã giúp Trần Bình An bao nhiêu lần, hay là việc tại sao Trần Bình An có thể đi đến bất kỳ nơi nào ở trên thế gian thế nhưng lại không thể đến Thần Tú Sơn. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu chuyên mục ngay thế nào. Câu hỏi đầu tiên, tại sao Thái hậu Đại Ly muốn lấy mảnh vỡ sứ bản mệnh của Trần Bình An và có nguyên do gì đằng sau chuyện này? Ly Châu Động Thiên chính là một nơi đặc biệt. Chị em sinh ra ở trong động thiên này có thiên phú xuất chúng và bản mệnh sứ của họ được coi là chìa khóa kiểm soát tương lai của những đứa trẻ. Thái hậu Đại Ly muốn con trai của mình Tống Tập Tân có cơ duyên và vận khí tốt hơn, cho rằng mảnh vỡ sứ bản mệnh của Trần Bình An sẽ có lợi cho việc tu hành của Tống Tập Tân. Vì vậy bà tìm cách lấy mảnh vỡ sứ bản mệnh của Trần Bình An để giúp con trai tiến bộ. Thái hậu Đại Ly có liên hệ với một số tổ chức hoặc là thế lực bí ẩn. Những thế lực này muốn kiểm soát bản mệnh sứ để đạt được mục đích nào đó. Sau khi bản mệnh sứ của Trần Bình An bị vỡ, các mảnh vỡ lưu lạc bên ngoài và Thái hậu Đại Ly là một thành viên của những thế lực này đã tham gia vào cuộc tranh giành mảnh vỡ sứ bản mệnh. Trần Bình An biết rõ vị thế và quyền lực của Thái hậu Đại Ly ở trong vương triều, việc đối đầu trực tiếp không phải là lựa chọn khôn ngoan. Anh liên tục nâng cao thực lực và tầm ảnh hưởng của chính mình, thành lập môn phái Lạc Phách Sơn, dần dần có được danh tiếng và vị thế cao tại Bảo Bình Châu. Ngoài ra anh đã ký kết minh ước cấp cao nhất với triều đình Đại Ly, điều này giúp anh có thêm vốn liếng khi giao thiệp với hoàng gia Đại Ly. Trước khi quyết định yêu cầu Thái hậu trả lại mảnh vỡ bản mệnh sứ, Trần Bình An cố tình dạo phố khắp kinh thành Đại Ly, thể hiện sự hiện diện của chính mình, khiến Thái hậu biết rằng anh sẽ đến đòi lại mảnh vỡ, tạo áp lực tâm lý cho bà. Trần Bình An đến hoàng cung Đại Ly gặp Thái hậu, chấp nhận lời mời gặp của bà. Trong cuộc trò chuyện, anh tuyên bố rõ ràng rằng muốn lấy lại mảnh vỡ bản mệnh sứ và không hề sợ quyền lực của Thái hậu. Ban đầu Thái hậu nghĩ rằng Trần Bình An chỉ là một tu sĩ kim đan cảnh và võ giả viễn du cảnh, vẫn nên có phần coi thường anh. Thế nhưng mà Trần Bình An đã khác xa so với trước đây. Anh từng mượn tu vi thập tứ cảnh từ Lục Trầm và trong cuộc đối đầu với Thái hậu, anh đã thể hiện thực lực mạnh mẽ, đánh bại Lục Thị lão tổ ở 12 cảnh mà Thái hậu mời đến. Trần Bình An đã sai người hầu của mình là Tiểu Mạc kéo ra chân thân của Lục Thị lão tổ, lật bàn và dọa nạt, thể hiện quyết tâm lấy lại mảnh vỡ bản mệnh sứ. Thái hậu thấy thái độ cứng rắn và sức mạnh khủng khiếp của Trần Bình An, nhận ra bà không thể nào chống lại anh. Bà cũng hiểu rằng nếu tiếp tục đối đầu với Trần Bình An, có thể sẽ gây ra thảm họa lớn hơn cho mình và vương triều Đại Ly. Trong tình thế đó, Thái hậu buộc phải thỏa hiệp và trả lại mảnh vỡ bản mệnh sứ cho Trần Bình An. Câu hỏi số 2, Liêu Tiện Dương đã giúp Trần Bình An bao nhiêu lần? Ở trong kiếm lai, Liêu Tiện Dương đã giúp đỡ Trần Bình An rất nhiều lần và chính nhờ những trải nghiệm đó mà Trần Bình An coi anh như là anh em ruột thịt. Giờ đây chính là những lần Liêu Tiện Dương đã giúp đỡ Trần Bình An, chuyên dạy kỹ năng sinh tồn và đồng hành. Trong những năm tháng khó khăn tại Ly Châu Động Thiên, Liêu Tiện Dương đã dạy cho Trần Bình An những kỹ năng sinh tồn như là bắt cá tìm tổ chim. Đối với Trần Bình An, người mồ côi từ nhỏ và phải sống tự lập, những kỹ năng này vô cùng quan trọng, giúp anh tìm kiếm thực phẩm và không bị đói chết trong môi trường khắc nghiệt. Ngoài ra, sự hiện diện của Liêu Tiện Dương còn mang lại sự an ủi về mặt tinh thần cho Trần Bình An, giúp anh không còn cô đơn trong những thời khắc đặc biệt như là ngày Tết, khi mà mọi người khác đều có gia đình ở bên cạnh. Sự đồng hành của Liêu Tiện Dương đã mang lại cho Trần Bình An một cảm giác ấm áp và xoa dịu nỗi cô đơn ở trong tâm hồn. Đáp trả ân tình cứu mạng, Trần Bình An từng cứu mạng Liêu Tiện Dương và Liêu Tiện Dương sau đó đã trả lại ân tình này bằng cách riêng của mình. Khi mà Trần Bình An đối đầu với ban sơn viên của chính Dương Sơn để cứu Liêu Tiện Dương, dù bị thương nặng, sự hiện diện của Liêu Tiện Dương đã trở thành động lực để Trần Bình An tiếp tục chiến đấu. Sau khi hồi phục, Liêu Tiện Dương không hề chán nản và ngược lại, anh tích cực dưỡng thương và không khiến Trần Bình An phải lo lắng thêm. Về sau khi mà Liêu Tiện Dương đến Trần Thị và không ngừng nâng cao thực lực của mình, điều này đã tạo nền tảng cho việc hai người cùng đối mặt với nhiều thử thách hơn trong tương lai, gián tiếp trở thành nguồn sức mạnh mạnh mẽ hỗ trợ Trần Bình An. Sự hy sinh trong sự kiện bảo giáp. Trong lần mở cửa cuối cùng tại Ly Châu Động Thiên, một người phụ nữ của Hứa Thị ở thành Thanh Phong đã dùng tính mạng của Trần Bình An để uy hiếp Liêu Tiện Dương, buộc anh phải bán đi bảo giáp của mình. Để bảo vệ Trần Bình An, Liêu Tiện Dương đã phải chấp nhận thỏa hiệp. Mặc dù trông có vẻ như Liêu Tiện Dương đã mất đi bảo giáp giao truyền, thế nhưng mà thực chất anh đã hy sinh vì sự an toàn của Trần Bình An. Anh hiểu rõ tầm quan trọng của bảo giáp với mình, thế nhưng khi mà tính mạng của bạn bè bị đe dọa, anh không do dự lựa chọn bảo vệ Trần Bình An. Hành động này khiến Trần Bình An càng cảm kích và tin tưởng Liêu Tiện Dương hơn. Hỗ trợ và thấu hiểu về mặt tình cảm. Trần Bình An đã trải qua nhiều khó khăn và có thế giới nội tâm phức tạp, và đôi khi cảm xúc của anh khó mà được người khác thấu hiểu. Tuy nhiên Liêu Tiện Dương là người bạn thân từ nhỏ, hiểu rõ tính cách và những trải nghiệm của Trần Bình An. Trong những lúc Trần Bình An gặp khó khăn và bối rối, Liêu Tiện Dương luôn có thể đưa ra sự hỗ trợ và lời khuyên về mặt tình cảm, dù là khi Trần Bình An mơ hồ trên con đường tu luyện hay là khi đối mặt với những khó xử trong các mối quan hệ. Liêu Tiện Dương luôn ủng hộ và động viên anh theo cách riêng, giúp Trần Bình An cảm nhận được sức mạnh và sự ấm áp của tình bạn trong những thời điểm khó khăn.
Cuộc chiến đấu khi vấn kiếm tại chính Dương Sơn. Khi mà cả hai đã trưởng thành và trở thành những tu sĩ mạnh mẽ, Trần Minh An quyết định vấn kiếm chính Dương Sơn để trả lại mối thù xưa. Lưu Tiện Dương không ngần ngại đồng hành cùng anh trong cuộc chiến này. Trong quá trình vấn kiếm, Lưu Tiện Dương dẫn đầu, chiến đấu sung mãnh và liên tục hạ gục nhiều kiếm tu của chính Dương Sơn, giúp Trần Minh An giảm bớt áp lực. Họ cùng nhau đối đầu với kẻ thù cũ, không chỉ để trả thù mà còn để bảo vệ lòng tự trọng và công lý của cả hai. Sự đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau trong những trận chiến đã khiến tình cảm giữa họ trở nên khăng khít hơn. Câu hỏi cuối cùng, tại sao Trần Minh An có thể đi đến bất kỳ nơi nào ở trên thế gian, thế nhưng lại không thể đến Thần Tú Sơn? Trần Minh An và Ninh Diêu quen biết và thấu hiểu lẫn nhau, cả hai đã trao đổi tình cảm. Ninh Diêu có vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng của Trần Minh An. Dù Trần Minh An biết rõ về tình cảm đặc biệt mà Nguyễn Tú dành cho mình, anh vẫn lựa chọn Ninh Diêu và cần giữ khoảng cách với các cô gái khác. Việc đến Thần Tú Sơn chắc chắn sẽ tạo ra nhiều cơ hội tiếp xúc và giao lưu với Nguyễn Tú. Điều này có thể gây ra những hiểu lầm hoặc là rắc rối về mặt tình cảm. Đây sẽ là hành động không trung thành với Ninh Diêu, điều mà Trần Minh An không muốn. Anh giữ vững tình cảm của chính mình với Ninh Diêu nên quyết định tránh Thần Tú Sơn để không gây ra mối đe dọa tiềm tàng nào cho mối tình này. Tránh né tình cảm với Nguyễn Tú. Trần Minh An biết rõ tình cảm của Nguyễn Tú dành cho mình, thế nhưng không thể đáp lại. Nguyễn Tú là một cô gái tài năng và đặc biệt, có thân phận và năng lực không thể tầm thường. Tuy nhiên, tình cảm của Trần Minh An dành cho Nguyễn Tú chỉ là tình bạn hoặc là sự trân trọng và biết ơn. Tình cảm này khác với tình yêu mà Nguyễn Tú mong đợi. Trần Minh An không biết phải đối diện với tình cảm của Nguyễn Tú như thế nào, và việc đến Thần Tú Sơn đồng nghĩa với việc phải đối mặt với tình cảm này, khiến anh cảm thấy bối rối và lúng túng, do đó chọn cách né tránh. Xét về trạng thái tâm lý của bản thân, Trần Minh An luôn theo đuổi con đường tu hành của chính mình. Anh hy vọng có thể nâng cao cảnh giới và thực lực thông qua sự rèn luyện và tu luyện không ngừng. Trong quá trình này, sự ổn định và trong sáng của tâm cảnh là vô cùng quan trọng. Thần Tú Sơn có liên quan đến Nguyễn Tú, và sự hiện diện của Nguyễn Tú sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của Trần Minh An. Anh lo lắng rằng khi đến Thần Tú Sơn, chuyện liên quan đến Nguyễn Tú sẽ làm xáo chuyện tâm cảnh, ảnh hưởng đến tu luyện của chính mình. Đối với Trần Minh An, tu hành chỉ là mục tiêu và sự nghiệp của anh. Anh không muốn bị trì hoãn bởi các vấn đề tình cảm. Trần Minh An cảm thấy mình đã nợ Nguyễn Tú. Nguyễn Tú đã giúp đỡ Trần Minh An rất nhiều. Sự tốt bụng và nhiệt thành của cô khiến anh cảm thấy ấm áp. Tuy nhiên, Trần Minh An không thể đáp lại tình cảm mà Nguyễn Tú mong muốn, và anh cảm thấy áy náy sâu sắc về điều này. Cảm giác áy náy khiến anh không dám đối diện với Nguyễn Tú, cũng không dám đến Thần Tú Sơn, sợ rằng sự xuất hiện của mình sẽ làm Nguyễn Tú thêm đau lòng hoặc là thất vọng. Ảnh hưởng từ các yếu tố ở bên ngoài. Nguyễn Cung chính là cha của Nguyễn Tú. Ông rất yêu thương con gái của mình và luôn quan tâm đến cuộc sống tình cảm của cô. Ông biết rõ về tình cảm của Nguyễn Tú dành cho Trần Minh An và không muốn con gái của mình chìm vào một mối tình không có kết quả. Do đó, thái độ của ông đối với Trần Minh An có thể khá phức tạp. Trần Minh An có thể đã cảm nhận được thái độ của Nguyễn Cung, và vì tôn trọng ông, anh cũng tránh đến Thần Tú Sơn để không gây ra rắc rối hay là sự không vui. Trong thế giới của Kiếm Lai, mọi hành động và lời nói của con người đều bị những người khác chú ý và đánh giá. Chuyện của Trần Minh An và Nguyễn Tú không phải là không ai biết. Nếu Trần Minh An thường xuyên đến Thần Tú Sơn, điều này có thể gây ra áp lực dư luận. Một số người có thể suy đoán và bàn tán về hành động của anh, cho rằng anh không kiên định trong tình cảm hoặc là có những suy nghĩ khác. Trần Minh An không muốn hành động của mình trở thành tâm điểm của sự bàn tán, và anh cũng không muốn gây thêm rắc rối cho Nguyễn Tú, vậy nên đã quyết định không đến Thần Tú Sơn. Trên đây chỉ là toàn bộ nội dung của chuyên mục hỏi đáp kiếm lai số 25. Các bạn thấy nó ra sao? Nếu như mà thì hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây và một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng thì LTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.